Nhờ tuyên truyền về lợi ích của việc mở rộng đường nên ngay sau khi có chủ trương, trên 250 hộ dân có tuyến đường đi qua ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã đồng thuận hiến hơn 7.000 m2 đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, hộ hiến nhiều lên tới gần 300 m2 như hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, hộ ông Đỗ Xuân An gần 200 m2, hộ ông Nguyễn Văn Trường gần 160 m2. Hai tuyến đường được nhân dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường có tổng chiều dài gần 2.000 m, được mở rộng từ 3 m thành 7 m, có đoạn rộng 11 m trải bê tông nhựa, có hệ thống thoát nước hai bên thuộc khu phố Đằng Châu và Xích Đằng. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 5 năm 2021 do Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Do tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai nhanh cộng với đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nên đến nay đã triển khai được 40% dự án và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.